đấy là lấy lần một xíu là mình coi nó chính xác không các bạn. Wow, đẹp chưa. Cái này nói chung thì sơn lại cũng đã lâu nha các bạn, nhưng mà nó cũng còn mới lắm ha. Đậu 4 chi. Rồi, cả bên 3 tầng có làm câu. Rồi tiếp tục cái cầu Kiên Giang các bạn ơi. Wow, mới quá ta. KG90582TS ha. Rồi cái cầu đôi, cái này chiếc cái luôn nha. Rồi chiếc này rộng chắc 5 mét mấy đó các bạn ơi. Để lấy gần chút xíu rồi mình coi cho nó chính xác hơn các bạn. Wow, đạp kìa. Ghe này nói chung thì sơn lại cũng đã lâu nha các bạn, nhưng mà nó cũng còn mới lắm ha. Cẩu 4 chân. Rồi cabin 3 tầng có lồng cu. Hết hồn lớn không. Rồi dài chiếc này 20 mét đổ lại nha các bạn. Rồi chiếc này 5m4 nha. Hết hồn lớn không. Nói chung thì con sông này nó cũng hẹp các bạn ơi. Đây có chiếc ghe bầu đang lên nè ha. Nói chung thì hai chiếc qua thì nó cũng muốn bít cái con sông rồi. Cái con sông này nó cũng khá nguy hiểm lắm. Đó, trời ơi, chiếc ghe bầu nó chen gà. Cái cào này ở Kiên Giang ha. Rồi phía sau lên chiếc nữa nè các bạn ơi. Ghe này ghe đánh lưới thôi ha, tàu đánh lưới thôi. Rồi với vỏ lại. Rồi một cặp luôn. Một cặp luôn nha các bạn, Kiên Giang. KG95884TS ha. Ôi, này à, giống đánh lưới cạn á các bạn. Rồi của chủ cơ sở là Vũ Anh ha.
Ghè mới quá ta. Chào lên chiếc nữa nè các bạn ơi. Hai ghe một cặp á, chung màu sơn lắm các bạn. 94722 ha. Ồ, chiếc này đạp dữ ta. Yeah. Con nước nó dẹt nè. Ghê không? Quá trời máy trên này rồi. Này chiều ngang với không khoảng cỡ 3 mét đổ lại các bạn ơi. Dài hả? Dài thì tầm 12 13 mét ha. Không tới 15 mét đâu.